Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với channel của Hà Nội Phố. Và tôi là Tứ, thành viên của channel trong suốt thời gian qua. Rất vui khi được đem đến cho quý vị và các bạn các cái thông tin mới về các dự án hay đơn giản chỉ là sự thay đổi của các con phố. Mong rằng channel của Hà Nội Phố sẽ luôn nhận được sự ủng hộ từ quý vị và các bạn bằng việc cho chúng tôi một like, share cũng như một lượt đăng ký. Trong quá trình xem video, nếu có xuất hiện quảng cáo, mong quý vị hãy xem hoặc bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị và các bạn, nhìn vào những hình ảnh này từ trên cao, quý vị có thể cũng đã nhận ra đây là đâu rồi, phải không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây chính là những hình ảnh mới nhất về tiến độ thi công của nút giao Hồ Tùng Mậu, giao cắt với Xuân Thủy, đường Phạm Hùng, hay nói chính xác, đây là nút giao cầu vượt Mai Dịch. Hôm nay ngày 25 tháng 9, tôi sẽ tiếp tục đưa quý vị và các bạn trở lại dự án xây dựng hai đơn nguyên cầu song hành với cầu Mai Dịch để xem tình hình thi công dự án đến hiện nay như thế nào. Và bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi video để có đánh giá khách quan cũng như cái nhìn chi tiết hơn. Mong quý vị và các bạn hãy xem hết video. Hiện tại chúng ta đang lưu thông theo hướng từ đường Phạm Hùng sang Phạm Văn Đồng, vị trí mà quý vị đang nhìn thấy. Thì nhà thầu đã thi công được tổng cộng 7 đoạn tường chân thành, quả nhịp dẫn từ đường Phạm Hùng lên. Trong đó thì 4 đoạn đã thi công đổ bê tông xong, còn 3 đoạn đã lắp đặt cốt thép và đang lắp dựng ván khuôn để chuẩn bị đổ bê tông. Từ đoạn này đến nhịp kết nối sát mặt đường với phần trên cao còn khoảng 4 đoạn tường bao cần thi công nữa và chưa được thi công tí nào. Khả năng thi công xong 3 đoạn phía trước sẽ tiến hành đến. Như các bạn có thể nhìn thấy, phía trước kia là trụ đỡ kết nối nhịp dầm sát mặt đường với nhịp cầu trên cao kế tiếp. Nhịp trụ đỡ này đã thi công xong và đang chờ kết nối với thành đỡ ở dưới thấp nữa là xong. Hai trụ tiếp giáp cũng đã thi công xong từ lần cập nhật video trước đó. Đến giờ vẫn đang chờ để được lắp dựng phần tiếp theo. Dàn giáo thao tác vẫn còn ở đây. Có lẽ sẽ lắp dựng khung dầm vượt nhịp trên cao luôn. Ngay liền kề đó là trụ đỡ tại vị trí trung tâm. Hai trụ đỡ trung tâm này thì đã được đổ bê tông xong hết rồi. Trụ liền kề với nửa từ Phạm Hùng lên thì đang chuẩn bị lắp dựng cái dầm chịu lực chính cho các cái bản cánh dầm phía trên. Vượt qua đường sắt trên cao sang nửa đường dẫn xuống Phạm Văn Đồng, chúng ta có thể thấy rõ phần thi công khoan nhồi đã xong hết rồi. Trụ đầu tiên đang được tiến hành lắp dựng dàn giáo thi công để chuẩn bị lắp đặt cốt thép. Hai trụ tiếp theo đang được các công nhân tiến hành lắp dựng ván khuôn và cốt thép để chuẩn bị các cái công tác đổ đế móng. Tại vị trí trụ đỡ kết nối nhịp sát mặt đường với cầu trên cao kế tiếp cũng đang được thi công lắp dựng cốt thép móng. Chắc chắn chỉ vài hôm nữa thôi, trụ đỡ này cũng sẽ được hoàn thành việc đổ bê tông móng. Phần thi công thành viền bê tông nhịp dẫn xuống Phạm Văn Đồng cũng đang được thi công, nhưng có vẻ tiến độ thi công thì khá là chậm chạp so với cái lần cập nhật trước. Đến nay mới thi công xong phần đế móng của 3 đoạn thành dẫn và tiến hành thi công một đoạn tường thành trong số đó, hai đoạn còn lại thì một đoạn lắp đặt xong cốt thép, đoạn thì chưa tiến hành gì cả. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lưu thông từ hướng Phạm Văn Đồng sang Phạm Hùng để xem các đơn vị thi công đã tiến hành được những gì. Đây là vị trí chân cầu theo hướng lưu thông từ Phạm Văn Đồng sang đường Phạm Hùng. Cũng như phía đơn nguyên 1, tại vị trí chân cầu này, nhà thầu cũng đã thi công xong được 4 đoạn đế móng của thành tường dẫn từ đường Phạm Văn Đồng đi lên. Trong đó hai đoạn đã thi công xong tường thành, còn hai đoạn thì thi công được một nửa. Nửa còn lại đang được tiếp tục thi công. Đoạn tiếp theo đây đang được ép cọc
để chuẩn bị làm móng. Cũng như nửa bên kia đã thi công ở vị trí này, trụ đỡ tiếp giáp với đường phía dưới và hai trụ đỡ ở đường trên cao đã thi công xong, đang chờ được lắp dựng dầm chịu lực trên đầu trụ. Tại vị trí trụ tiếp giáp với ngã tư trung tâm này, hiện nhà thầu đã thi công xong phần móng trụ và đang lắp dựng đà giáo để chuẩn bị lắp đặt cốt thép và bán khuôn chuẩn bị cho công tác đổ bê tông tiếp theo. Như quý vị và các bạn đang nhìn thấy, đây là hai trụ tại vị trí trung tâm ngã tư. Hai trụ này thì hiện nhà thầu mới thi công xong một móng trụ và đang tiến hành lắp thép để chuẩn bị thi công đổ móng thân trụ trong một vài ngày tới. Còn lại các trụ tiếp giáp với ngã tư tại vị trí đầu đường Phạm Hùng, hiện nay thì cơ bản cũng đã được hoàn tất. Cũng có một đầu trụ đã được lắp đặt xong cái phần dầm chịu lực chính ở trên đầu trụ. Các trụ tiếp theo đều đã thi công xong và chờ hạng mục tiếp theo. Như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy, tại vị trí nhịp dẫn sát mặt đường đầu phía bên Phạm Hùng, trong lần cập nhật trước thì mới chỉ thi công đào đất và nung nền. Hiện tại thì đã thi công đổ đế móng được một đoạn, đoạn tiếp theo đang tiến hành lắp đặt cốt thép và cốt pha móng để chuẩn bị đổ bê tông trong một vài ngày tới. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy đến hiện tại thì tình hình thi công hai cái đơn nguyên cầu tại nút giao Mai Dịch song song với cầu Mai Dịch hiện tại, khối lượng thì cũng đã được đẩy lên khá là mạnh. Phía đơn nguyên cầu theo hướng lưu thông từ đường Phạm Hùng sang đường Phạm Văn Đồng, các trụ đỡ bên đường Phạm Hùng đã được thi công lắp đặt xong, một trụ lắp đặt được cái dầm chịu lực chính ở trên đầu trụ. Thành bao đường dẫn lên thì cũng đã được đổ bê tông được 4 đoạn, trong đó thì 3 đoạn tiếp theo đã lắp đặt xong được cái phần cốt thép. Phần trụ phía bên Phạm Văn Đồng hiện nay đã tiến hành được thi công xong toàn bộ các cái phần cọc khoan nhồi. Một trụ thì đã xong được cái phần bê tông móng. Các trụ còn lại đang được tiến hành thi công cốt thép và bán khuôn để chuẩn bị đổ bê tông đài móng. Thành bao đường dẫn lên cũng mới thi công xong phần đế của 3 đoạn thành và tiến hành thi công một đoạn tường thành trong số đó. Còn bên lưu thông hướng từ Phạm Văn Đồng sang Phạm Hùng, hiện nay đã thi công các cái hố trụ phía bên đầu Phạm Văn Đồng đều thi công xong. Hai trụ chính tại ngã tư hiện nay cũng sắp hoàn thành công tác làm thép để đổ bê tông móng trong một vài ngày tới. Còn lại các trụ bên phía đường Phạm Hùng cơ bản đã hoàn tất và chờ thi công các cái nhịp dầm trong thời gian tới. Kế hoạch dự kiến xây dựng cầu song lập Mai Dịch sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2024. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn về dự án này trong các video tiếp theo. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ quan tâm và chú ý đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.